30 phút nữa là bọn em có mặt chị ạ. Vâng, bây giờ bọn em chỉ mua thêm cau này với lại trầu nữa thôi. Thế chị chờ bọn em rồi thì chị em mình cùng vào lễ nhá. Dạ, em chào chị. Anh ơi, dừng 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 cho em với. Thôi chết rồi, sao sếp lại gọi nhỉ? Nghe đi xem có chuyện gì. Dạ, em chào sếp ạ. Dạ. Dạ, em quên mất ạ. Bây giờ em sẽ gửi cho sếp luôn ạ. Dạ, dạ. Em quên mất không gửi báo cáo tháng này cho sếp rồi. Em gửi luôn đi. Anh ơi, ở phía trên kia ấy, có hàng cau đấy. Anh lên anh mua cho em mấy nhánh cau với lại trầu nhá. À, được rồi. Anh nhớ là chọn loại quả đẹp đấy. Cái quả mà nó liền buồng càng tốt. Anh biết rồi. Chú mua cau cho cháu đi. Chú cũng muốn mua, nhưng mà có vẻ cau của cháu không được đẹp lắm nhỉ. Tuy cau nhà cháu xấu, nhưng là cau sạch chú ạ. Cháu thì đang cần tiền để đi học. Chú mua giúp cháu đi. Cháu, con bán chỗ cau này để lấy tiền đi học ấy. Vâng ạ. Được rồi, thế cho chú chỗ cau này với 5 lá trầu nhé. Vâng ạ. Của chú đây ạ. Cháu cảm ơn chú. Đây em. Sao cau xấu thế? Anh mua không nhìn à? Đã dặn là phải mua cau đẹp để còn mang lên chùa cơ mà. Anh biết rồi. Nhưng mà người bán cau ấy là một cô bé. Cô bé thì sao? Cô bé nói là bán cau để lấy tiền đi học em ạ. Mẹ tí đã biết đánh đòn tâm lý vào người mua rồi. Thôi thế được rồi. Sao mà em cứ phải khó chịu thế nhỉ? Không được ki bo nhé. Nhìn cô bé kìa, tội nghiệp thế cơ mà. Chú ơi, chú, lúc trước cháu cứ tưởng chú mua cau về cho bà ăn trầu. Chứ chú mua cau để lên chùa làm lễ thì cau nhà cháu không được đẹp đâu ạ. Cháu gửi lại chú tiền, chú cho con xin lại buồng cau để bán cho những bà cụ ăn trầu ạ. Chú mua cau rồi, con cất số tiền này đi để dành tiền đi học nhé. Không được đâu ạ, cháu gửi lại chú tiền, chú nhận đi ạ. Con yên tâm, cau đấy chú vẫn lấy chùa được nhé. Cất đi. Cô hiểu rồi, cái tiền này cháu cứ cầm đi nhá. Còn cau của cháu, cô sẽ mang lên chùa nhờ sư thầy lễ Phật để phục vụ cho cháu học giỏi nhá. Vâng ạ, con cảm ơn cô. Thôi, con về bán hàng tiếp đi. Vâng.